Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay em xin thực hiện lời hứa của mình và kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Chắc em thấy cái cổ họng của em nó khàn khàn, có lẽ mình kể câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ thú vị hơn. Và cái câu chuyện em đã hứa với mọi người là em sẽ kể cái câu chuyện là con heo nái thành tinh. Mọi người nhớ không? Thì ngày hôm nay em sẽ kể cho mọi người nghe cái câu chuyện này nha. Bắt đầu. Bắt đầu câu chuyện. Đó là câu chuyện của ngày xưa mà khi còn nhỏ mình đã từng nghe ông bà của mình kể lại. Bà ngoại của mình đã kể cho mình nghe một câu chuyện cực kỳ thú vị mà mình nhớ đến bây giờ. Và mình cảm thấy nó ám ảnh mình cả một cái tuổi thơ luôn các bạn. Và thời gian đó là buổi tối mình không bao giờ mình dám đi ra chuồng heo, mình rất là sợ. Câu chuyện nó như sau. Ngoại mình kể rằng ngày xưa ở U Minh Thượng á, các bạn biết là Cà Mau có U Minh Hạ và U Minh Thượng. Thì bà ngoại mình nói á, ngày xưa ở U Minh Thượng có một bà già. Bà lúc bà còn trẻ, cái bà già đó khi mà bà còn trẻ, mẹ của bà có nuôi heo và đỡ đẻ ra được một con heo, nó có hình thù cũng như bằng đèo đẹt đó các bạn, nó già nó đèo đẹt mà nhìn nó rất là xấu xí, cho nên mẹ của cái bà lão đó đó không bán được cái con heo đó, và mẹ bà lão đòi bóp bóp cổ con heo đó chết, giống như giật đầu nó chết và quay thịt ăn. Thì lúc đó bà mới xin con heo đó, bà mới nói thôi mẹ đừng có đập đầu nó, mẹ hãy cho con đi. Và cái cô gái, cái bà già đó lúc bà còn trẻ khoảng tầm ba mươi mấy bốn ba mấy tuổi gì đó, thì bà xin con heo đó về bà nuôi, bà nuôi cho đến khi mà bà già luôn các bạn. Và thời gian đó, cái thời gian mà bà nuôi con heo đó các bạn, nó đẻ rất là sai, nó đẻ con rất là sai. Và bà nhờ nhờ cái con heo đó mà bà có cuộc sống cũng khá là tốt. Giống như là khi mà nó đẻ cái bà bán được heo con đó các bạn, rồi những cái đứa con heo con đó bà bán rất là nhiều tiền, và cái cuộc sống của bà nó nói chung là nó ổn định. Và bà thời gian đó bà không có lập gia đình, bà không có lấy được ai hết lúc rồi bà cũng không có con luôn, cho nên á cái giống như là kén chọn hay là duyên nợ gì đó, thì bà không có chọn được ai và không có sánh duyên cùng với ai hết. Và bà cứ ngày ngày bà sống như vậy đó, rồi chăn nuôi heo rồi đi bán. Các bạn biết khi mà cái lúc bà già rồi, bà vẫn không bán con heo đó luôn. Các bạn biết càng ngày càng già thì con heo đó bắt đầu nó càng ngày càng lớn lên, và rồi mọc hai cái nanh chỗ này các bạn, mọc bốn cái nanh. Và bà không bán con heo đó, bà cứ nuôi hoài vậy các bạn. Rồi cái người ta nói á là con heo đó càng ngày nhìn nó càng ghê, nhìn nó cái lúc lúc đầu á mình nhìn nó thì nó giống như dị tật vậy đó, nhưng mà nhìn kỹ lại á nó giống như là nửa người nửa heo vậy các bạn. Và cái họ nói là càng ngày lớn lên cái phần cái vùng đầu này của nó có một cái đốm lông màu đen, mà thay vì cái lông chóm đầu của con heo á là nó màu trắng hoặc là nó màu vàng, đúng không các bạn? Mà con heo này á, nó có một cái chóm lông màu đen, mà cái chóm lông màu đen ngay cái vùng đầu thôi nha, mà nó ra dài, nó ra dài như tóc của người vậy các bạn. Rồi cái bạn nói đó là những cái người mà họ hay lại mua heo của bà già đó, nói là con heo đó nó có 5 móng. Con heo thường nó 4 móng đúng không mọi người, mà con heo là có tất cả 5 móng các bạn. Nó nói là con heo nó có tới 5 móng lận, cái họ rất là sợ. Nhưng mà những con heo mà nó sinh ra thì bình thường không có gì hết, mà cái bạn biết không, khi bà nuôi nó càng ngày càng lớn cái nó khôn các bạn, và nó bà nói gì nó hiểu hết các bạn. Nó nói bà ngoại mình kể là bà kêu nó thức dậy đi ăn, bà kêu nó là đốm hay gì đó, bà có đặt cho nó một cái tên, là bà kêu nó xong là cái nó lại là nó ngồi nó ăn rất là sạch sẽ các bạn.
nói là nó không như những con heo khác. Những heo khác ăn tắt bập 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 vậy ha, còn nó ăn rất là nhẹ nhàng vậy thôi, rất là sạch sẽ. Có lẽ là những lời bà nói á, nó hiểu quá các bạn, cho nên nó khi mà bà nói chuyện nó ngồi nó nghe chăm chú lắm các bạn, nó ngồi nó nghe như là một người 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 một người chị em đang ngồi nói chuyện với nhau vậy các bạn, mà nó ngồi hai chân, nó ngồi hai chân, nó để hai tay thẳng lên vậy các bạn, ngồi nó nghe. Và cái những cái gì mà bà tâm sự với nó, mà nhiều khi bà khóc, nó ngồi nó khóc theo các bạn, nó ngồi nó khóc theo. Và có nhiều người họ kể, bà kể lại cho người ta nghe, cái người ta nói bà là ở một mình ghiếp bà bị khùng, cho nên họ ta không có tin. Các bạn biết không, bà nói là bà nuôi nó, là nó đẻ 10 lần như một, không bao giờ mà nó là đè con hay là nó nằm ngủ mà nó làm chết con hết trơn á. Rồi cái thời gian sau bà già quá, cái bà chết đi, thì cái con heo đó các bạn biết, khi mà làm đám tang của bà đó, nó quỳ nó mọp xuống vậy đó các bạn biết con heo mà nó quỳ nó mọp xuống vậy, cái đít nó chổng lên trời đó, nó quỳ nó mọp xuống vậy các bạn, mọp sát xuống đó vậy nè. Xong rồi cái nó khóc các bạn, nó khóc hai dòng nước mắt rưng rưng khóc chảy vậy nè. Rồi các bạn biết không, khi mà đem đi chôn bả đó, cái ở trong chuồng nó quậy quá trời luôn, nó quậy, nó la, nó hét, nó gống lên. Mà cái nói hả, mọi người hả, nhiều người lắm mà làm không lợi luôn. Xong rồi đến khi mà cho nó đeo tang, rồi cái khi chôn bả xong rồi, cái họ mới thấy là nó già quá rồi, người ta nhìn nó cũng ghê nữa, người ta không dám, người ta nói là nó giống như là nửa nửa người nửa heo vậy đó, nhìn nó ghê lắm. Rồi á mấy người trong trong làng đó mới thả nó ra, phóng sanh nó đi, thả nó ra về rừng để cho nó ở. Các bạn biết rồi, xong rồi khi mà thả nó ra như vậy, cái mọi người nói là cứ mỗi lần mà đi ngang nhà bả, tại vì bả không có con cái, không có gì hết trơn, nhà bả vẫn để nguyên vậy đó. Rồi cái mỗi người đi ngang vậy họ thương tình, họ vô họ thắp cho cây nhang, còn không là thôi. Và họ nói cái đường đó mỗi lần đi ngang là nghe cái tiếng khóc, tối đến là họ nghe tiếng khóc, ừ. Các bạn biết những cái tiếng khóc trong phim ma đó, nó giống cái gì đó các bạn. Cái xong cái người ta mà mỗi lần đi ngang bắt đầu người ta sợ các bạn, người ta rất là sợ và người ta không dám vô. Và bữa đó có một cái đứa nó lì lắm, nó nói là có một đứa khoảng mười mấy tuổi, thì bà ngoại mình nói là nó lì lắm, nó muốn nó quậy, mà nó vô trong đó nó quậy, tại nhà vẫn còn cái nhà, nó vô nó quậy. Thì á cái nó mới đi ra sau, nó đi vô nhà rồi nó ăn trái cây đồ người ta cúng đó, giống như người ta biết bà không có con cái á, cứ người ta có gì người ta đi ngang ban ngày, người ta đi ngang người ta để vô dĩa trái cây, người ta thắp miếng hương vậy đó, ai ăn thì ăn, không ăn thôi bỏ. Cái xong mấy đứa nít đi vô nó quậy nó phá. Cái xong thằng nó bữa đó bữa nó vô nó quậy, mà quậy buổi tối. Cái xong nó đi ra, cái nó mới nghe cái tiếng rụt rẹt ở ngoài sau hè các bạn. Cái nó bắt đầu mò đi ra đằng sau. Mò đi ra tới ngoài sau, tới cái chuồng heo. Các bạn biết không? Tới ngoài cái chuồng heo rồi á, cái bắt đầu nó giật mình, nó thấy có một cái dáng mà lơm khom ngồi như vậy đó các bạn. Ngồi như vậy nè. Mà các bạn biết là ngồi cái tướng y như là cái tướng của cái tướng con người mình là nó khác, cái vai của người mình là từ đây tới đây là nó dài đúng không, nhưng mà còn cái tướng kia là cái cổ nó bự và cái vai nó giống như là, các bạn biết cái cổ heo hay gì, cái cổ con heo với cái vai con heo đó là nó gần với nhau như vậy nè. Cái nó thấy ngồi, cái tướng ngồi như vậy nè, mà nó nói là có hai cái lỗ tai thì cốp vô, hai lỗ tai cốp vô vậy. Cái nó thấy ngồi như một con người vậy các bạn, thấy ngồi với một con người á, mà nó nghe khóc, rồi có ngồi nghe à ơi á, tại mình khan tiếng rồi mình không có kể cho bạn nghe được cái tiếng đó, vậy đó, nó cứ nên các bạn, cái xong thằng này hốt hoảng chạy la làng quá trời luôn. Cái bắt đầu các bạn biết không, từ đó chơi sau cái đứa đó trẻ đó nó nói là ở trong nhà đó gì đó, cái mọi người họ mới đoán ra được là
cái con heo mà bà già khi bà còn sống bà nuôi đó là nó không đi đâu hết, nó trở về đó nó ở. Và các bạn biết xong rồi cái từ đó trở sau không ai dám lại cái khu vực đó nữa. Và các bạn biết cái họ nói á, là cứ giỗ hàng năm vậy đó, ban ngày thì không thấy nó đâu hết nhưng mà ban đêm bắt đầu nghe tiếng nó về. Bà nói là cứ giỗ hàng năm như vậy đó là sẽ thấy có một cái trái cây hay là một cái món gì đó sẽ để trước bàn thờ của bà. Nói là cứ hàng năm, cứ ngày đến ngày giỗ của bà là thấy một cái gì đó để, nhưng mà họ rà soát lại thì không có ai đem đến, giống như là không ai đem đến trước cái người đó nữa, là cái người đó đến trước tiên rồi đấy, nhưng mà đã là thấy cái món đồ đó rồi. Cái họ mới biết được là cái con heo đó nó cứ hàng năm như vậy là nó về nó thăm chủ của nó. Các bạn biết không, cái thời gian sau cái nhà nó sập cái nhà nó sập rồi thì bắt đầu họ cũng không có lập, không có xây lên nữa, và họ để cho nó sập luôn. Rồi bắt đầu họ phá phá đi họ phá đi và họ làm ngay cái chỗ đó là cái khuôn chợ các bạn. Họ làm chỗ nó ngay khuôn chợ để cho nó không có về được nữa, nó không có đến đó mà nó cứ đi đi về về nữa. Và có nhiều người khi mà lập khuôn chợ đó, họ nói có nhiều người khi mà ban đêm đến đó thì vẫn thấy có một cái bóng khoáng, và họ nói là họ vẫn lâu lâu họ vẫn thấy cái bóng dáng của một cái con gì đó rất là to, nhưng mà nửa người mà nửa 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 động vật mà họ nhìn không có rõ. Khi mà họ nhìn thấy là nó chạy mất tiêu rồi, tại vì á họ theo kiểu là họ nói là nó đã thành tinh rồi cho nên đừng có động chạm tới nó, với mà nó cũng không có làm hại gì đến dân lành hết cho nên nó đừng có làm hại đến nó, và nó cũng khá là già rồi chắc nó cũng sẽ chết đâu đó thôi. Các bạn biết rồi, thời gian đó cái đầu họ sợ cái họ hễ họ thấy cái bắt đầu họ dí để họ giống như là họ đuổi nó ra khu vực đó đó. Rồi cái vài lần như vậy bắt đầu nó sợ nó đi mất tiêu luôn, và họ nói là nó đi vào rừng đâu nó ở. Rồi có nhiều lần có những ông thợ săn đi vô rừng đốn củi với săn bắt đồ đó là cũng thấy có một cái con nó giống như là con heo vậy đó, nhưng mà cái mặt mày thì nó na ná như người vậy đó, và nó đi cái tướng là lom khom, đi bằng hai chân nhưng mà đi tướng lom khom hai cái tay như vậy nè. Cái họ nói là cái câu chuyện đó là rất là lâu rồi mà mình nghe bà ngoại mình kể, mình nghe mình cũng cảm thấy rất là sợ các bạn. Bà ngoại của mình á, nói á, là đứa nào mà lì hả tao bắt tao đem tao bỏ vô rừng cho cái con heo đó đó hả nó nhai đầu tụi bay luôn. Cho nên hả lúc đó lúc còn nhỏ mình rất là sợ và mình nghĩ á, nó là rất là ghê, nhìn nó giống như một những con quỷ vậy các bạn, cho nên mình rất là sợ luôn. À, bữa mình có hứa với các bạn là mình kể này cho các bạn nghe, nhưng mà do lay quay lâu quá cái quên, ngày hôm nay mình mới kể cho các bạn nghe. Và đã thực hiện lời hứa với tất cả mọi người rồi nha, là cái câu chuyện con heo nái thành tinh của bà ngoại mình kể lại cho mình nghe. Mình đã kể lại cho tất cả mọi người nghe. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và thú vị thì hãy like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Bye bye, hẹn gặp lại, bye.